không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú. Thiên can thuộc mộc, địa chi thuộc thổ, nạp âm thuộc kim, nè phía nam quá kỵ, phía tây đại lợi. Cô Tú Ngọc à, cửa tiệm của tôi như thế nào, buôn bán càng ngày càng tệ, tôi thì cứ bệnh tật suốt. Để tôi coi thử. Hey, chính là vị trí tiền tài này bị thoát khí, cho nên khiến cho cô không có tiền lại hay bệnh tật. Mau chóng để mấy cây tre phúc quý chặn nó lại đi. Tôi đã để ở đó rồi nè. Phải hả? Để tôi coi tiếp. Hơi, chính là chỗ này. Chỗ này bệnh cũ tái phát, ôn thần vào nhà, người tài đều mất hết. Mau chóng treo cái hồ lô trấn áp nó lại. Đã treo lên rồi kìa. Đó. Ồ, cũng treo rồi sao? Để tôi coi thử nữa coi. Tóm lại là ba nơi tà, năm nơi thịnh, tất cả đều bày binh bố trận hết, nhưng bà vẫn buôn bán không được khá, vẫn nhức mỏi mình mấy. Để tôi bói thử cho cô. Nè cô Tú Ngọc, cô có được hay không đó? Cô chắc ăn hay không? Wow, cô coi những gì cô nói kìa. Cô Tú Ngọc tôi mà cũng không được. Thiệt là tức cười. Tôi tính coi tỉ mỉ và rõ ràng chút cho cô thôi. Câu đố đã được đáp giải. Chính là từng ngọn núi này. Áo ngực à? Đúng là khang di, à không, là áo ngực. Cô có biết không hả? Cô đã từng nghe qua đất bằng xây nhà cao, người yếu sẽ có nhiều bệnh tật. Từng ngọn núi này không những cản trở con đường tiền tài của cô, càng khiến cô bị quấy phá liên tục không yên. Không phải chứ, tôi thấy tình hình bán khăn lông không được tốt, mới lấy áo ngực về bán, buôn bán rất là tốt, còn bán nhanh nữa. Trời, đây chính là đẹp lúc đầu thôi. Người ta thường nói là tà qua vào nhà, ngọt trước đắng sau, không được lợi ích gì, bất cứ lúc nào cũng khiến nhà cô tan nát hết. Tới lúc đó cô không ngừng rơi nước mắt luôn. Cô nghiêm trọng vậy không? Người coi phong thủy gạt cô 8 năm 10 năm, cô đừng bao giờ đem bỏ nó đi hả? Tới lúc đó ông xã cô cũng rời bỏ cô, thì cô đúng thiệt là cô đơn lẻ loi. Vậy bây giờ phải làm sao? Dục hết toàn bộ, không, dục bỏ hết cũng không thể ngăn cản được. Dùng lửa đốt hết nó, không chừa lại một cái nào. Có ghê gớm vậy không? Mau lên đi. Vậy trước đi ha. Vậy cũng có thể hòa được. Khang gì chết tiệt, lần này còn không dùng một ngọn lửa thiêu cháy con hồ ly tinh. Ông chủ à, cá sống tới 30 đồng lận, có thể rẻ chút hay không? Giọng nghe quen quá nào? Vậy sau này tôi sẽ thường ghé mua ủng hộ cho ông. Bây giờ gặp mà, sao linh quá vậy, vừa nói đã xuất hiện rồi. Ôi giời. Bây giờ còn cá sống này nó bơi ngửa rồi, nó sắp ngủ rồi đó. 20 đồng nha. Con này 30 đồng một con, ta đã lỗ lắm rồi. Hey ông chủ, ông đẹp trai như vậy, coi như là ưu tiên cho hàng xóm đi, còn tốt hơn là để lại trong kho. Ai, thôi được. Hey ông chủ, trên người tôi chỉ còn có 15 đồng thôi, ông bán rẻ chút giùm, 15 đồng nha. Ai, thôi được, ta thấy cô đẹp đó. Cảm ơn ông chủ nhiều lắm. Bây giờ con yêu nghiệt này ở lại đây giả ma giả quỷ, hãm hại nhân gian, coi chừng ông trời trừng trị cô đấy nha. Ê, sao cổ lại mua nhiều thức ăn quá vậy? Không lẽ thôi giờ. Con hồ ly tinh chết tiệt này, mua nhiều thức ăn lại còn trang điểm lòe loẹt như vậy nữa. Nhất định là lên đó kiếm cái ông thúi tha đó chứ gì. Wow, còn để lộ đường cong ra nữa à? Hết rồi hết rồi, cái ông thúi đó chết chắc rồi. Hơ, tôi không thèm quan tâm tới ông đâu, mà kệ ông đạp phân, tôi không còn mắt để nhìn. Hơ.
Chịu vậy rồi sao? Một đứa, hai đứa, ba đứa là ma lười biếng. Ây da ba à, đừng có nói tới là ma. Tụi con công ty thật sự đã gặp những thứ đó rồi. Rất Ê. Đáng sợ đó. Rất là đáng sợ đó. Ây da, dạo này tụi bay thường xuyên làm tăng ca, bị qua mắt đó thôi. Ba thấy mấy đứa bay vất vả. Vì vậy hôm nay ba đã nấu cháo thập toàn đại bổ, dưỡng âm bổ thận, trừ đàm cho mấy đứa ăn sáng đó. Ừ. Để mấy đứa bổ thận và lưng của mình, để trở thành một người đàn ông khỏe mạnh, để những con ma nhìn thấy mấy đứa thì nó quay đầu bỏ chạy hết. Giờ có thiệt không vậy? Thiệt mà, ăn thử thử đi. Thấy sao? Đầu gà, xương cá, ruột bắp. Bà, đây là thứ còn sót lại hôm qua nấu cành đó. Chú làm sao đối xử với tụi con vậy chứ? Ăn được thì đừng có lãng phí. Những cái thứ này đều là thức ăn tốt hết đó. Nếu mà không có nấu 2-3 lần thì nó đâu có ra hết cái chất bổ chứ. Đây là thức ăn cho heo, chỉ có con trai chú mới có thể ăn được thôi. Cho dù con là heo thì con cũng không ăn đâu. Có đồ ăn cho ăn còn cái cọ nữa hả? Còn chê này chê nọ. Hey. Ê. Nè mấy anh bạn, hình như là đầu tháng rồi đó ngang. Động tác chỉ định là như thế nào hả? Tụi con đương nhiên là nhớ đóng tiền mà, đóng tiền ăn uống cho gì. Tụi con có thiếp bao hồi nào chưa? Phải. Ăn ở thì 10.000, tiền điện nước cộng thêm 300 đồng, chỉ tức là 10.300. Sai. Là 11.000 mới đúng đó. 11.000? Tại sao lại vậy? Sao tự nhiên lại thêm 700? Mấy đứa có biết vật giá bây giờ mắc lắm hay không hả? Mỗi ngày nói là đòi ăn đồ tươi ngon, chú không có thêm chút á, làm sao mà theo kịp lạm phát chứ. Còn nói là muốn cải thiện hoàn cảnh, giờ thì tốt rồi, mọi người đều có lợi hết rồi. Lợi gì? Chú đang để đuổi tình hình lạm phát của 500 năm sau. Giường của cháu đâu có hề rộng thêm, điện nước cũng không có hề sử dụng nhiều. Phải rồi, chú còn thường xuyên chém vệ sinh, tụi cháu làm sao mà xài. Ôi trời, mấy đứa bay có cảm nhận được không? Toàn bộ cái căn nhà này là ấm áp tình thương yêu của cha không hả? Như vậy mới là cái vật vô giá, giống như hai đứa cô nhi tụi bay đó. Làm sao có được gia đình ấm áp như vậy chứ? Ba, con thật sự hoàn toàn cảm nhận được tình yêu cha con. Nhưng mà con không phải là cô nhi, con là con trai của ba mà. Hai người họ đã chia căn phòng của con ra, con có thể nào? Còn nói nữa hả? Hai cái thằng nhóc này con đem nó về đây, con phải chịu trách nhiệm chứ. Đối xử như mọi người. Nè, thì lúc đó cho ba nó cuộc sống khó khăn, vậy cho nên con mới kêu hai người họ tới đây ở. Đừng có nói nhiều quá, đừng có dòm ngó khắp nơi như vậy có được không hả? Ryan xin chào. Tôi đã mua một con cá sống rất là tươi ngon. Tôi giúp anh nấu món cá sống Trần Hiền cải son, giúp cho anh ăn uống tiệc bổ được nha. Được thôi. Hi. Xin chào. Chào cái gì? Đếm xong tiền chưa? Ba à, hay là thu ít chút đi nha. Ba đã cho mướn căn nhà của chị hai rồi, mỗi tháng ba thu 30.000 tiền mướn nhà. Còn nữa, Michael đưa cho ba 40.000 thì sao? Ba được lấy của tôi còn nhiều quá. Lấy ít chút đi. Lấy ít chút đi mà. Đừng có nhiều lời nữa, đưa nhanh lên. Hả? Đưa ba hết cho chú nè. Không nợ nữa nha. Ôi, ở công ty thì gặp ma, ở nhà thì gặp phải con ma kêu kìa. Chúng ta đúng là xui xẻo. Ông trời sao lại vậy chứ? Anh có ngửi được mùi gì hình như rất hôi hay không nhỉ? Ây dạ, thôi chết, còn dính nữa kìa. Cô Tú Ngọc à, sao cô lại đây vậy hả? Tôi giúp người ta coi phong thủy, vừa đi ngang qua đây. Coi phong thủy tới nỗi đạp trúng phân hả? Đúng là thúi thiệt đó nha. Cậu biết cái gì? Chiêu này của tôi gọi là đạp phân trước, sao cản tà. Những thứ dơ bẩn không dám tới gần tôi đâu. Thì không vậy. Đám trẻ các người thì biết cái gì? Tôi đã coi qua rồi, cái khu này quả thiệt là mây đen che hết, ngày ngày không có ánh sáng. Đặc biệt là những người sống ở tòa nhà này, không phải gặp ma sẽ gặp quái vật. Cô Tú Ngọc à, cô nói đúng hết trơn rồi. Tôi đúng là nhìn thấy những thứ. Mặc kệ mấy người, tự mà lo liệu đi. Cô Tú Ngọc đúng là tài giỏi thiệt. Đúng như vậy cũng biết chúng ta gặp ma nữa.
19.500. Tôi làm cái gì mà thiếu cô nhiều tiền vậy? Tiền này đâu có tính ra được. Hay da, không cần phải căng thẳng. Anh ngồi xuống, tôi nói cho anh nghe. Nè, trước đây đã nói rõ với nhau, tôi làm huấn luyện viên cầu lông của anh, mỗi một tiếng là 500. Những thứ trước đó cứ coi như là chơi thử, tôi không tính. Sau đó một tuần lễ đã học 7 giờ, tức là 7 tiếng, 7 nhân 5 là 35, tức là 3.500. Tôi và cô Tú Ngọc đánh điểm có 10 đồng thôi, nhiều nhất là thu 21 điểm, tức là có 201 đồng thôi. Hơn nữa chưa chắc thua nó mà. Trời ơi, cô tính mắc quá. Tôi là đội tuyển quốc gia mà, bà làm sao mà sánh được với tôi. Hơn nữa tôi còn dạy anh thể dục tâm lý học nữa đó. Anh nhìn trước đây anh đánh cú nào cũng đều có sức có lực hết, tiếng đánh cầu âm gian khắp nơi. Chỉ cần thắng lại sự tôn nghiêm đó thì cũng đáng thôi mà. Vậy thì 16.000 còn lại tính sao hả? Trước đó có một lần anh chơi đánh cầu lông bị thương ở lưng, tôi giúp anh xoa bóp hết 2 tiếng đồng hồ, vậy là tốn 1.000 rồi. Ôi nè nè, không phải đâu, cô xoa bóp vài cái thì cô đã ngừng tay rồi mà. Hey, sau đó lại cứ tiếp tục xoa bóp nữa, cộng lại cũng có hơn 1.5 tiếng đồng hồ. Tiếng rưỡi thôi sao cô tính thành 2 tiếng chứ? Nè, ở Hồng Kông một lần massage là 45 phút, 1.5 tiếng tức là 2 tiếng đồng hồ, không có tính sai đâu. 45 phút tính tiếng đồng hồ, 1.5 tiếng thì tính 2 tiếng. Cô tính như vậy không phải là lừa gạt hay sao chứ? Không phải lừa gạt, tôi chỉ là nhập hương tùy tục thôi. Ở Hồng Kông tính như thế nào thì tôi tính như vậy. Cộng thêm 5 ngày liên tiếp tôi giúp anh nấu ăn nè, nấu 1 tiếng đồng hồ, mua thức ăn 1 tiếng đồng hồ, ăn 1 tiếng đồng hồ, rửa cũng mất 1 tiếng đồng hồ. Uầy, ăn cũng tính luôn sao chứ? Đương nhiên là phải tính rồi. Đây gọi là trị liệu ẩm thực, là một loại phương pháp cổ xưa của người Đại Nội. Thông qua việc vừa ăn vừa nói chuyện với nhau, giúp anh điều chỉnh cơ năng kéo dài tuổi thọ. Rất là thâm thúy đó. Thật thâm thúy đó. Cộng lại, một lượt 5 ngày, mỗi bữa cơm là 4 tiếng. Nguyên liệu mỗi bữa cơm là 500. Tức là 2.500 nhân cho 5 là 12.500 rồi. Wow, giống như thức ăn của cô hôm nay đó nha. Để tôi tính cô coi trước nè. Tôi cũng biết giá cả ở ngoài chợ đó nha. Nè, cá tươi này hả, 30 đồng. Cải xoan hả, 10 đồng 100 gram. Thịt heo, cái này hả, 30 đồng miếng. Còn nữa, cải trần hiền hả, 5 đồng một viên. Cộng lại hết là chỉ có 75 đồng thôi. Sao cô tính tôi 500 dữ vậy? Toàn bộ những thứ này đều được mua từ nông trại hữu cơ hết đó. Những thứ ở chợ của anh làm sao mà so sánh được với tôi. Và thêm nữa, tôi còn phải nấu, phải ăn, rồi phải rửa chén. Cộng thêm 2.500, vừa đúng 19.500 rồi. Ryan à, giống như những gì anh nói, nhân tình là nhân tình, tiền bạc phải rõ ràng. Làm người quan trọng nhất là phải công bằng với nhau, không ai nợ ai. Như vậy mới là đàn ông thật sự, là đại trượng phu. Không phải anh đã mau chóng quên hết rồi hay sao? Tôi thật sự muốn nhanh chóng quên hết đó. Hey, vẫn là cô Tú Ngọc tốt hơn. Bài trận đào hoa cũng chỉ thu tôi 700 đồng thôi à. Những cái thứ khác thì chẳng có tính toán gì hết. Hả? Còn đem cái bà mập đó ra so sánh với tôi? À không phải không phải. Vậy thì làm phiền. Minh Nhân à, có chuyện gấp kiếm anh. Anh Long. Ơi. Hello cô Khang, đã lâu không gặp, chào cô. Ê ê ê, đàn ông nói chuyện với nhau, phụ nữ không có tiện nghe đâu. À, Long tốc độ à, vô đây đi, tôi có okay. Chuyện muốn nói với anh nè. Đừng có gấp, có thời gian mà. Tôi muốn từ từ giải quyết cái ông đầu bự này. Được, tôi nghe lời của anh, từ từ giải quyết ổng. Thiết bị của tôi hư rồi, không thể nào đâu. Hi dạ, lúc đầu đúng là còn rất tốt, ai ngờ tối qua vừa xài thì có chuyện, xém chút nữa ồn tới điếc lỗ tai luôn. Bây giờ ông chủ tôi rất không hài lòng. Thiết bị hệ thống hiệu ứng điều khiển âm thanh từ xa là do tôi nghiên cứu ra mà. Tôi đã tốn rất nhiều thời gian để làm thực nghiệm đó, đạt được các tiêu chuẩn quốc tế. Còn về hệ thống âm thanh ánh sáng thiệt là hoàn hảo luôn, không thể nào có vấn đề được. Không thể nào có vấn đề. Ê, là anh đổ thừa cho tôi chứ gì? Anh không muốn thanh toán cho tôi đúng không? Bây giờ là thiết bị của anh không được, anh hại tôi gánh lấy hậu quả. Tại sao tôi còn phải trả tiền cho anh? Anh mau chóng giúp tôi giải quyết đi, nếu không đừng hòng nhận số tiền còn lại. Nói cũng đúng, tuy rằng diễn thông bính của tôi đã đóng cửa, nhưng mà danh tiếng của tôi còn nổi khắp nơi đó, không có lý nào thất bại được. Được rồi, tôi nói được sẽ làm được, tôi đi sửa cho anh liền.
Nè, quay lại đây trước đã. Nè, không cần gấp vậy đâu, bây giờ vẫn chưa phải lúc. Tóm lại, tối nay tôi dẫn anh tới công ty sửa. Nhớ kỹ, chuyện này phải giữ bí mật, nhất định không được để cho người khác biết. Có cần bí ẩn như vậy không chứ? Anh nói cho tôi biết công ty của anh tại sao sử dụng thiết bị hệ thống này của tôi để mà tăng cường bảo an, vốn không ăn nhập gì với nhau hết đó. Bí mật doanh nghiệp, anh biết chuyện này càng ít thì càng tốt, càng có lợi cho anh, có hiểu không? Wow, tối qua bộ phận thiết kế lại có chuyện. Kìa, chúng ta nghĩ gì vậy? Cái đám người này đúng là máu lạnh thiệt mà. Thiệt là không có chút tình người nè, gì hết. Nhưng mà chúng ta lại cũng rất là sợ đó. Thiệt là điên, không ở lại thì làm gì? Mất công việc chúng ta lấy gì để ăn? Vậy cũng đúng. Hơi bây giờ còn ở lại cũng bị ma hù chết thôi. Mất đi công việc sẽ chết đói đó. Ở lại cũng chết, không ở lại cũng chết. Kìa, xuất khỏi đi. Quay. Mấy đứa rảnh rỗi chụm lại với nhau nói chuyện như vậy. Trong ngày hôm nay chúng ta phải hoàn thành bản vẽ kết cấu tòa nhà đó. Rảnh rỗi quá thì bàn bạc một chút đi. Ồ, mỗi người một tờ hả? Phải. Nè, cầm lấy. Ngoan quá ha. Mới sáng sớm đã mở đại hội võ lâm. Cô May nè. Cô tới cũng thiệt là đúng lúc. Làm phiền cô lấy tài liệu bản vẽ xây dựng và lắp đặt. Ở bên trong thư mục tài liệu điều kiện chung của xây dựng đó. Làm ơn lấy cho tôi đi. Cô có hiểu không vậy? Hiểu, sao lại không hiểu? Vậy thì được, tôi cần gấp lắm, làm phiền cô giúp giùm tôi đi. Được, tôi vào phòng kiếm giùm anh. Ủa, đúng lúc. Dù gì cô cũng đang làm việc, luôn tiện gửi tài liệu cho Michael. Cái gì, anh cần thứ gì? Cô không nghe thấy à? Nè cô hai, tôi đang bận sắp xếp tài liệu nè, sao có thể ra ngoài được? Anh cần tài liệu gì? Anh nói cần General Condition Construction Erosion. Gì cô nói không rõ ràng, tôi nghe thật sự không hiểu cô đang nói cái gì hết. Tôi nhất thời nghe không rõ thôi mà. Bây giờ tôi ra hỏi lại. Là sao nữa đây? Không gì. Tôi cảm thấy để tránh những hiểu lầm không cần thiết, nhiều lúc hỏi vấn đề không cần hỏi trực tiếp, có thể dùng cách kỹ thuật cao một chút mà. Vị trí này nè. Chính là nhà vệ sinh nữ hả? Cô Mỹ. Alo. Alo, Mễ Khai Lương. Cô Mỹ à, có chuyện gì vậy? Lúc nãy anh nói là cần tài liệu gì hả? Hay là anh gửi email cho tôi đi nha. Tôi thấy như vậy trịnh trọng hơn, mọi người sẽ biết rõ hơn, sẽ không có những hiểu lầm không cần thiết với bạn công việc với nhau. Vậy cũng được, để tôi gửi email cho cô. Được, bye bye. Để tôi gửi email trước đã. Thiệt à. Nhìn thấy rồi, hãy kiếm tài liệu cho Michael của cô đi. Construction and Erection Drawing File chứ gì. Được, tôi gửi cho ảnh. Alo Hugo. Được, dạ, tôi lập tức lên ngay. Bye bye. Bây giờ tôi phải lên trên để gặp ông chủ. Cô cứ từ từ mà làm.
cứ tự nhiên ha. Cái cửa lớn này nè, là cửa quan cửa thép đó. Phải thép là cửa quan đúng vậy. Đúng vậy. Phải làm là cửa thép đúng. Come in. Hugo. Hả? Anh kiếm tôi có chuyện gì? À không, tôi chỉ muốn theo dõi là tiến độ của dự án đó thôi. Họ tuy rằng hơi chậm trễ một chút, họ đang đẩy nhanh tiến trình rất là siêng năng, sẽ kịp với thời hạn dự tính. Yeah. Có người của mình quản lý đúng là khác thiệt đó. Bớt đi nhiều phiền não. À phải, lát nữa cùng nhau đi ăn cơm trưa. Tôi nghĩ thôi đi. Tại vì bây giờ họ đang đẩy nhanh tiến độ, mọi người đều rất cố gắng. Tôi muốn cùng tiến cùng lui với họ. Là anh nói mà có đúng không? Nhà nghệ thuật quan trọng nhất là phải tôn trọng ảnh nhiều một chút. Hy vọng dự án đó có thể nhanh chóng hoàn thành. Có đúng hay không? Hả? Right. Thật ra tôi cũng rất bận. Quan trọng nhất là lấy đại sự làm trọng. Gần đây công việc nhiều đến nỗi tôi cũng ít đi chăm sóc da mặt của tôi. Thật ra tôi cảm thấy là bây giờ suy nghĩ của chúng ta càng ngày càng đồng nhất với nhau. Đồng nhất, đồng nhất. Lấy mục tiêu làm gốc. Đúng vậy. Bên trong có tới mười mấy mục tài liệu lựng. Rốt cuộc cần cái nào đây? Tiếc là không biết khi nào Tôn Thục Mai mới quay về. Michael lại cần gấp như vậy. Mình lại không thể gặp trực tiếp hỏi ảnh. Đâu phải, mình đâu cần gặp trực tiếp hỏi ảnh. Thử coi. Trả lời. Mai Cô Khương Dung mà không lý nào nghe chữ Michael mày cũng không viết ra được. Không được, mình phải tiếp tục thử. Michael. Michael, em viết được rồi. Ok, tiếp tục. Construction and erection drawing có rất nhiều mục tài liệu, có những mã số khác nhau. Anh cần lấy cái nào? Yes. Xem. Nhất định là email của May rồi. Nè, ba người coi thử trước coi có còn vấn đề gì nữa hay không. Dạ được, dạ được. Ê, sao lại bị như vậy? Thiệt ngại quá. Lộn xộn hết rồi. Tôi không coi được. Làm ơn gửi lại cho tôi. Hả? Coi không được. Không sao, mình có lưu lại, gửi cho anh thêm lần nữa. Sen. Chắc là mẹ trả lời lại cho tôi. Nè, ba người coi thử coi có vấn đề gì hay không. Ờ, được. Wow, tại sao lại như vậy? Có chuyện gì vậy Michael? Email này anh gửi cho ai? Sao mỗi một chữ đều có bộ quỷ hết vậy? Anh nhìn ba chữ cuối cùng đi. Là ba chữ chết đó. Có phải nhắm vào bà đứa chúng ta hay không hả? Thì chết, chết rồi. Thì chết. Mấy anh làm gì? Chị Mây à, không phải là cô nên bước ra từ căn phòng. Vậy nãy giờ làm sao mà cô gửi email cho tôi được vậy hả?
Cái gì lúc nãy, cái gì mà email mà gửi cho anh hả? Mà. Có nghĩa là cái email này viết lung tung, không phải là do cô gửi có đúng hay không? Cô làm cái quái gì đây? Ờ, đúng rồi. Gần đây laptop của công ty thường hay xảy ra vấn đề. Nhiều lúc không có gửi email, nhưng lại gửi đi. Nhiều lúc gửi đi, nhưng đối phương lại không nhận được. Thiệt lạ lắm. Vậy hả? Hay là anh dùng tiếng của mình nói thêm lần nữa. Anh cần tài liệu gì? Được, tài liệu tôi cần là bản vẽ xây dựng và lắp đặt. Nhưng tại vì thư mục quá lớn, cho nên tôi chỉ cần một tài liệu 2014A8 là đủ rồi. 2014A8? Được. Huy, anh nói sớm chút được rồi, tôi gửi cho anh nha. Mau lắm ha. Cảm ơn. Nè, mấy cô nè, trên thế giới này không có ma đâu. Nghỉ giải lao 10 phút đi. Nè, cô làm cái gì vậy? Gửi email cũng gửi loạn cả lên. Cái gì chứ? Cô không có ở đây, mai cô lại cần dùng gấp thì tôi tự làm thôi. Cô gửi những câu văn lộn xộn ra bên ngoài, cô làm cho họ sợ tới nỗi muốn đi ra luôn trong quần. Cô coi vẻ mặt của cô mệt tới vậy, cô nghĩ mình thật sự giỏi lắm hay sao? Cô tránh ra đi, để tôi làm. Ê, 2014A8. Gửi một cái email cũng không gửi được. Điện thoại của tôi. Ngao thị nổ một phen là có chuyện với bà kìa. Nè, suy nghĩ một hồi, nếu như ba cái tên khờ đó nghỉ việc, tới lúc đó con ma không kiếm được người làm chung với nó, tới kiếm chúng ta rất là gai go đó. Phải, vậy có cách gì không? Hay là kiếm cao nhân về làm phép đi. Cao nhân? Diệu Minh à? Đừng có giỡn nữa, cái loại trừ ma đó. Kiếm Quan Đình Đình đi. Cổ, ngay cái dụng cụ làm phép cũng cầm nhầm, tốn công thôi. Cô Tứ Ngạch thì sao? Ảnh hả? Chỉ biết cô gái và đi du lịch thôi. Vậy không phải trên thế giới này không có cao nhân sao? Có tiền sao lại không kiếm được chứ? Mọi người góp tiền đi. Vậy bao nhiêu? Dưới 100 đồng mới kêu tôi đi. Tôi thì dưới 50 đồng đó nha. Vừa sợ mà lại vừa keo kiệt tới như vậy, thiệt là. Đừng ồn, để mọi người tiết kiệm một chút, tôi trả. Đèn cầy thơm nguyên bảo nha. Dù sao lần trước đi giếng mộ xài còn dư. Trời ơi, giống như bọn họ nói, chúng ta mời một cao nhân về đây làm phép là được rồi. Đi đâu để mà kiếm đây? Thực ra không phải chúng ta có quen biết một cao nhân hay sao? Ba cái thư mục tài liệu đó để ở trang tiếp theo. Mẹ à? Dạ. Trung tâm thì có hình chữ nhật như vậy nè. Theo ý cô thì nhà vệ sinh nữ nên để ở vị trí nào thì thích hợp đây hả? Để ở đầu và cuối của mỗi tầng. Không có make sense gì hết. Nhà vệ sinh nữ đương nhiên đặt ở chỗ nhiều người đi lại nhất. Vị trí chính giữa mới là thuận tiện nhất. Không chuyên nghiệp, đúng là không chuyên nghiệp.
Nhưng mà thông thường ở hai đầu của trung tâm, người qua lại thì hơi ít một chút. Tại sao cô lại nói như vậy? Không lẽ đặt ở nhà vệ sinh nữ ngay chính giữa, chỗ đó nhiều người qua lại nhất. Những người xếp hàng ở nhà vệ sinh rất đông, nhiều bạn trai đợi bạn gái, bị kẹt lại chính giữa. Nếu để hai bên đầu và cuối đường của vệ sinh nữ, bạn trai đứng đợi bạn gái có thể coi cửa hàng đó có cái gì để mua, vậy có thể tăng doanh số cho các cửa tiệm. Có lý thiệt. Nếu như đặt nhà vệ sinh nữ ở vị trí đầu và cuối, vậy có thể thuận tiện dẫn dòng người đi đến hai bên. Ngoài ra cũng có thể tăng doanh số cho những cái cửa hàng ở gần đó nữa, khiến cho kinh doanh của trung tâm càng tốt hơn. Ha, rất là tốt, vậy làm theo ý cô nha. Yeah, tôi nói rất có lý nha. Cô Mê nè, thiệt ra tôi muốn biết nhiều thêm một chút liên quan tới vấn đề kết cấu của nhà vệ sinh nữ, nhưng mà tôi không tiện cho lắm. Hay là chúng ta tối nay... Thì ra đã trễ như vậy rồi sao? Hey, tôi nghĩ là đã tới lúc phải về. Có gì ngày mai mới nói. Nè, tối qua tôi đã làm thêm giờ có đúng không? Tối nay tôi nhất định phải về sớm một chút. Cô phải về sớm vậy thiệt sao? Đúng. Tối nay anh có vấn đề gì thì cứ suy nghĩ trước đi nha. Loại người như tôi rất là thông minh. Ngày mai anh vừa hỏi tôi sẽ trả lời ngay. Tối nay anh ráng cố gắng một chút đi. Thì ra ba người làm việc ở đây à? Đúng vậy. Ở đây cũng sang trọng lắm chứ. Cũng được lắm. Nhưng mà sang trọng không có nghĩa là không có những thứ đó đâu. Cô Thu Ngọc à, cô nhìn thấy ở đây có những những thứ đó sao? Nè, chính là chỗ đó, nơi cửu cửu âm tà chính tông, những cái linh hồn quan thích nhất là ở những nơi này nuôi dưỡng âm khí đó. Cô Tú Ngọc, cô phải giống chúng tôi đó nha. Phải. Mấy cậu cứ yên tâm, có cô Tú Ngọc tôi đây. Chỉ làm việc công với nhau tàn sở thôi. Ê, ba tên này lại bỏ trốn nữa hay sao? Ngày mai sẽ chết với tôi đó. Wow, cô Tú Ngọc. Hey, chị Mê. Xin chào cô Tú Ngọc. Chị Mê à, hãy quen biết với cô Tú Ngọc ra. Buông cổ ra đi, mau lên, mau lên buông cổ ra chết bây giờ. Chị quen biết với cô Tú Ngọc hả? Tôi đương nhiên là biết cô Tú Ngọc. Cô Tú Ngọc nổi tiếng như vậy. Cô Tú Ngọc rất là nổi tiếng ở Thập Quẻ Đường đó. Tôi đương nhiên biết cổ nhưng cổ không biết từ đâu. Tôi nổi tiếng vậy cổ đương nhiên là biết tôi. Đúng. Chỉ là tôi không quen biết cổ thôi. Cô à, cô tên họ là gì? Cổ là quản lý hành chính bộ phận của chúng tôi. Quản lý? Dạ phải, chỉ là chị Mây đó. Cô Mây, chào cô. Chào cô, không biết cô tới đây để làm gì? Tôi hả? Thật ra chúng tôi mời cô Tú Ngọc tới đây là vì tôi cảm thấy gần đây công ty rất là xui, lại thường xuyên nghe thấy những âm thanh không có nên nghe được, muốn kiếm cô Tú Ngọc để trừng trị nó thôi. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện kỳ thú quái lạ, có thể là thật sự có những thứ gì đó. Vì vậy chúng tôi kêu cô Tú Ngọc tới đây cho nó một bài phải học. Bị bà là siêu độ. Ở đây đáng sợ như vậy, không có cô Tú Ngọc tài giỏi như tôi hả, không giải quyết được đâu. Lần này tôi gặp Mai rồi. Đúng. Gặp được cô, tôi cũng có một số chuyện muốn kiếm cô nè. Chị Mai, không lẽ chị cũng gặp những thứ đó sao? Hơn nữa rất là khủng bố, nhất định đừng có nghe lén. Nghe lén sẽ rất xui xẻo đó. Mẹ má à, má làm cái gì vậy chứ? Má gạt người khác, gạt tới nỗi phải lên tới công ty của con luôn à. Nè, sao má biết được chỗ này là công ty của con? Nè, nói gì thì nói, con thiệt làm quản lý công ty này hả? Đúng. Nè, bây giờ phải làm sao? Lỡ để người khác biết má là má của con, lát người trong công ty nghĩ con dẫn má về đây để gạt tiền của công ty, chứ con sẽ không giữ được phần công việc này đâu. Michael, tại sao lại dừng lại hết vậy? Có phải anh đang nhớ tới một người mà em không muốn anh nhớ tới hay không? Ừ,
cô à. Má đã tới đây rồi. Ý mê à, cô chưa về thì được rồi. Tôi đang muốn kiếm cô bàn bạc một chút về tỷ lệ của nhà vệ sinh nam nữ nên... xin hỏi vị này là ai vậy? Tôi là cô Tú Ngọc. Tôi hả? Còn gì, tại sao cô lại đây? Anh cứ hỏi ba tên này. Michael. Gì đây? Bây giờ phải làm sao? Cả Michael cũng nhìn thấy má rồi. Làm sao mà dọn dẹp tàn cuộc? Cái gì mà dọn dẹp tàn cuộc? Má đã tới đây rồi. Cùng lắm lát nữa má diễn một màn kịch cho họ coi thôi. Tại sao cô Tú Ngọc lại ở đây vậy? Tôn Thục Mai cho tôi một lời giải thích. Đừng có lớn tiếng như vậy, làm ơn. Đâu có lớn tiếng. Con không phải nói má đâu. Chuyện không liên quan tới cô. Không liên quan tới cô, vậy liên quan tới ai? Không còn thời gian nữa, cô Tú Ngọc. Hay là vậy đi, con suy nghĩ cách dụ họa ra ngoài. Má không cần biểu diễn gì ở đây hết, cũng không cần làm gì. Sau khi tụi con quay về, má sẽ tới đây không có vấn đề gì nữa, rất sạch sẽ. Vậy thì má có thể thành công thoát thân, bình an bỏ tiền vào túi, rồi bình bình an an mà đi về. Có lợi như vậy à? Đương nhiên má không thành vấn đề. Má đương nhiên không thành vấn đề, má làm phiền con rồi đó. Ây da nè, cô Tú Ngọc. Có phải con nói lúc làm phép rất đáng sợ hay không? Đúng, phải. Lúc tôi làm phép. Nè, lúc mà tôi làm phép hả? Nam thì phải tránh phải, nữ có bao xa thì đi bấy xa. Ôi trời, vậy thì chúng ta đừng qua đây làm phiền cô Tú Ngọc đang làm phép nữa. Thiệt ra ba đứa tụi nó đa nghi nên dẫn tới hoang tưởng và phán đoán sai lầm. Bây giờ làm lớn như vậy thì có ý nghĩa gì nữa đây? Thì phải, còn điên cùng chung với ba người họ nữa. Nhất định là cô muốn đưa mối làm ăn cho má cô làm. Michael, thật ra anh cũng nhìn thấy gần đây ba người họ thường xuyên nói là bản thân mình gặp mà khiến cho làm việc không được tập trung, chậm trễ tiến độ công việc. Nếu lần này làm cho chuyện này được rõ ràng cũng tốt cho anh và dự án nữa. Đúng vậy. Hay là vậy đi, dù sao lần trước tôi cũng nợ mọi người bữa cơm, tối nay tôi mời. Được Michael. Không phải anh có vấn đề về vệ sinh nam nữ gì đó muốn hỏi tôi à? Dự án vừa nói. Nếu như cô quyết định rồi, tôi sẽ nghe theo. Vậy chúng ta ra ngoài ăn cơm một tiếng đồng hồ, ăn một bữa ăn thịnh soạn nha. Sau đó thì cô Tú Ngọc ở đây làm phép, rồi chúng ta quay về cùng nhau tiến hành công việc. Ok. Được rồi. Nè, bọn họ đi hết rồi. Thử máy đó đi, Diễn Thông Minh Nhân, được chưa hả? Được. Để tôi làm xong vị trí kết nối là được rồi. Bây giờ đang thu thập tín hiệu đây nè. Sắp được rồi đó, sẽ ok thôi. Anh ráng làm cho đàng hoàng nha, tôi nhờ nhờ nó phát tài đó. Anh yên tâm đi, lần này đích thân tôi ra tay. Trên thế giới này người có thể can thiệp thiết bị này á? Năm người? Không phải, là không có ai. Wow, giỏi thiệt, thức kinh. Ê, nhưng mà nói thì nói nha, anh Long à, anh cần thiết bị này để làm cái gì? Tôi là bảo vệ đó mà. Gần đây công ty có rất nhiều trường hợp mất đồ. Tôi muốn dùng thiết bị này của anh để giúp đỡ điều tra do ai làm. Anh nói đi, có phải hợp lý hay không? Rất hợp lý. Ở điều tra này à, thiết bị hệ thống kiểm soát từ xa hiệu ứng âm thanh ánh sáng của tôi à, có thể bắt kẻ trộm được sao? Anh đừng có quan tâm nhiều chuyện vậy. Tóm lại công ty Ngao Thị to lớn vậy, anh sợ tôi gạt anh sao? Thậm chí tôi có thể dẫn anh lên đây, đúng không? Vậy cũng đúng. Công ty Ngao Thị mà, đây là một công ty lớn. Anh à, nói thì nói, cái tên công ty Ngao Thị này nghe quen quá đi. Mỗi một công ty lớn đều có tên vậy hết. Sao rồi, tìm thấy chưa? Đợi chút đi. Sắp xong rồi. Có tín hiệu đó. Để tôi mở lớn tiếng lên chút. Lên. Nếu như mỗi lần đều như vậy thì tốt biết mấy. Thật ra bắt ma cái gì? Ma chính là ở trong lòng của con người. Người ta hay nói, thương ngài không làm chuyện xấu xa, nửa đêm gõ cửa cũng không sợ. Không phải linh vậy chứ hả? Họ ra tay rồi, bắt đầu thôi. Lần này còn không bắt được bọn họ sao? Họ nhất định hết đường chối cãi. Nhưng mà vậy, họ vẫn giữ cái đoạn video ăn trộm lần trước của chúng ta đó. Có sợ bị ảnh cắm ngược lại hay không?
Thứ đó có phải là đã xóa sạch hết rồi? Chuyện Hugo dặn dò tôi đã hoàn thành vào lúc 2 giờ 4 phút chiều nay. Tất cả mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của chúng ta. Tiếp theo tới lượt chúng ta phải ra trận. Đúng. Tôi thượng thỉnh tam thành, hạ thông tam giới. Mình là ma hay là quỷ? Mau chóng hiện hình. Mày ra đây đi, mày ra đây đi, tao không có sợ mày đâu. Má ơi, tao chém chết mày, chém chết mày, chém mày, chém mày. Thấy chưa, lại hư nữa rồi. Tôi đâu có gạt ông. Thiết bị hệ thống kiểm soát âm thanh ánh sáng từ xa của tôi dùng để mà còn hiệu ứng gì nữa chứ? Là âm thanh ánh sáng vô hiệu. Anh nhanh chóng giúp tôi giải quyết nó đi, nếu không thì đừng hòng lấy số tiền còn lại. Được, để tôi giải quyết nó. Sao rồi, tình hình thế nào? Ê, nè, dây bị lỏng thôi, không có liên quan gì tới kỹ thuật của tôi đó. Thiệt không đó? Lúc nãy rõ ràng có tiếng rè phát ra nữa mà. Lại có giọng anh kiểm tra kỹ càng đi. Nè, tôi đâu có kêu anh đưa tiền tôi đâu. Tôi làm xong rồi em mới tính toán với anh. Được. Dở mà dở quỷ để hù tôi. Ai trong đó hả? Không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoán đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú.